Đây là 152 kg phụ phẩm và hộp nhựa dùng để chiết xuất đóng gói mỹ phẩm vừa được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Đức Trọng thu giữ của hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh sinh năm 1982 và em trai là Nguyễn Duy Kha sinh năm 1992 đều thường trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo các đối tượng, số hàng hóa trên được mua từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về huyện Đức Trọng để thực hiện hành vi chiết xuất mỹ phẩm. Cũng theo các đối tượng này, thì sau khi được chiết xuất, đóng gói và giả nhãn mác các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, các sản phẩm này được đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng mỹ phẩm và tiệm uốn tóc trên địa bàn huyện Đức Trọng với giá từ 70 đến 200 ngàn đồng một sản phẩm. Nếu số lượng hàng hóa nói trên không được phát hiện và thu giữ kịp thời, thì sẽ gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra làm rõ.